Chào quý anh chị nhà đầu tư, quay trở lại với video của kênh Điện thoại Tây Ninh. Ngày hôm nay em là Hoàng nha quý anh chị. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu quý anh chị một cái căn nhà nằm ở vị trí là trung tâm của thị trấn Dương Minh Châu luôn. Một ngôi nhà mà có thể là nằm ở khu vực đắc địa. Nếu mà mình thích ngôi nhà ngày hôm nay em giới thiệu, mình có thể là làm hàng xóm của một số anh chị ở khu vực đây là dân tài chính cao, cũng như là những cán bộ làm việc trong thị trấn Dương Minh Châu. Đó. Thì em đang đứng trên mặt tiền đường của ngôi nhà ngày hôm nay em giới thiệu. Đây là đường bê tông nhựa, rất là đẹp nha anh chị. Đường này là diện tích 5m. Thì mình nhìn ở đây thôi, mình nhìn ra cái mé đường ở ngoài anh chị, đó là chỉ khoảng 100 đến 200m là mình ra được đường DT781, một trong những cái đường lớn của huyện Dương Minh Châu để ăn thẳng về thành phố Tây Ninh. Nếu mà tính từ vị trí này mình về thẳng của thị trấn Dương Minh Châu là khoảng 6 đến 700m thôi. Khu vực của mình thuộc thị trấn luôn mà. Còn nếu mà từ đây mình về thành phố Tây Ninh là khoảng 12 đến 13 cây. Đấy, cũng rất là gần nha quý anh chị. Và cái bề mặt bên đây là vẫn là đường bê tông nhựa. Lên đường ngay cái hẹp hà lẳng xanh đó là đường nhựa để ăn thẳng về chợ Dương Minh Châu. Đây, nếu mình đi bên đây là mình về là chợ Dương Minh Châu. Đấy, vị trí của mình hôm nay rất là ok nha anh chị, không còn bàn về vị trí rồi. Cho nên là một xíu em sẽ báo cái giá nó phù hợp với vị trí của mình mà mình có thể để cho mình mua ở hoặc là mua đầu tư. Thì em quay thẳng vào ngôi nhà ngày hôm nay. Đấy, quý anh chị nhìn cái mặt trước rất là đẹp nha. Có một cây cốc nè, lấy mát và cho ăn trái luôn. Thì hiện tại mùa này hết trái rồi. Đấy, ngôi nhà của mình ngày hôm nay là trên sổ nó sẽ bề ngang là 5m, nhưng mà cô xây lọt lòng là khoảng 4m2, 4m3. Đó, tính từ bên đây nè quý anh chị, dài qua là khoảng 4m2, 4m3, nhưng mà đất của mình ở mặt tiền là 5m đó quý anh chị. Được cô bố trí đập sắt luôn nha. Thì em xin chia sẻ là ngôi nhà ngày hôm nay vị trí rất là ok, khu vực đông dân cư, để có thể là 1 đến 2 gia đình về ở chung ngôi nhà này cũng được. Tại vì sao? Bởi vì ngôi nhà này có đến 3 phòng ngủ, 2 cái khu vực làm bếp, 1 toilet đó anh chị. Khu trước của mình ở đây mình có thể để được 2 chiếc xe hơi 7 chỗ. Và khu vực phía sau của mình còn nguyên một mảnh vườn luôn anh chị. Đấy, rất là ok nha. Đảm bảo cho mình rộng rãi thoải mái phía trước và phía sau luôn. Và phòng ngủ của mình vô tư thoải mái, 3 phòng ngủ thì mình có thể ở được 2 gia đình. Đây là khu vực sảnh mát này quý anh chị, rất là rộng nha. Nếu mà đi dài vào em tính là khoảng mười mấy mét đó quý anh chị. Tới cái hàng ba này thôi đã mười mấy mét rồi. Em quay lại cái khu vực sảnh trước cho quý anh chị xem nha. Đây, rất là rộng nha quý anh chị. Còn nhà ở hai bên là gọi phải bàn rồi, khu vực đông dân cư của người ta. Đó, còn nhà cứ đối diện cách đây khoảng vài căn thì là nhà của những cán bộ công nhân viên làm việc trong thị trấn Dương Minh Châu. Mình nếu mình sở hữu căn này làm về mình làm hàng xóm với họ luôn nha quý anh chị. Đấy, nhà này cũng xây sát bên mình nè. Rồi thì em đưa quý anh chị vào sâu bên trong ngôi nhà nha. Trước tiên thì đây là mặt dựng ngôi nhà của mình. Đó, cũng rất là khang trang nha quý anh chị. Cái sảnh hàng ba này cũng phải là đến 2m rưỡi 3m, trần thì là phong. Đấy, thì chia sẻ với anh chị là nhà này cô chủ nhà xây để cho con mình ở đó, nên xây để ở. Và anh thì anh đang làm việc kinh doanh rất là nhiều nên anh cũng không ở nhà này nhiều, cho nên là có nhu cầu muốn để lại cho quý anh chị nào đang cần mua nhà trong giai đoạn cuối năm này để phải có một căn nhà khang trang mình ở để mình đón Tết nha anh chị. Thì thật sự ngôi nhà này đúng nhu cầu của mình. Đây là khu vực phòng khách, tiếp khách đó anh chị. Rộng đến 20m2. 20m2 nha. Bố trí đèn đèn bóng và tủ để tivi. Ngoài ra thì bộ salon này của anh chị, gỗ. Cái phần nội thất này thì chủ lấy đi nha quý anh chị. Bán cho mình là căn nhà và đất thôi. Thì đó, khu vực phòng khách rất là thoáng luôn. Nếu mà mình nhìn từ khu vực phòng khách này đứng ra nhìn về cái sảnh mát phía trước á, mình thấy rất là thoải mái. Khu vực này gió bao lùa luôn anh chị, gần núi mà. Nếu mà mình về khu du lịch Núi Bà Tây Ninh là khoảng chỉ có 6 đến 7 cây thôi, rất là gần. Anh chị nào thích khu du lịch như thế thì mình mua căn nhà này trong những dịp lễ hoặc trung thu là mình đi núi rất là gần luôn nha anh chị. Nằm ở vị trí là thị trấn Dương Minh Châu mà. Đây là cái khoảng hành lang để dẫn dài xuống khu vực 3 phòng ngủ của mình đó quý anh chị. Đây, bề ngang là 1m rưỡi, được lát gạch lên tường là 1m6, để dẫn dài xuống 3 phòng ngủ nha quý anh chị.
Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này mang có diện tích là 10 m², được thiết kế những cái cửa sổ để lấy ánh sáng nè, ổ thông hơi nè. Trong đây có bố trí máy quạt, đèn ngủ đầy đủ hết anh chị. Ở này mình về thì cũng như bình thường là mình để một cái giường, một cái tủ, tivi, máy lạnh trong đây vẫn ok. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Và nó liền bên đây sát vách nó sẽ là phòng ngủ thứ hai. Đấy, đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này là cũng 10 m luôn nha quý chị. Đấy, tương đương với phòng ngủ đầu tiên. Cũng có là lỗ lấy ánh sáng nè, cửa sổ lấy ánh sáng. Rất là đẹp nha. Và tiếp theo dưới đây thì cô xây xuống bậc nè quý chị. Khu vực này là bao trũng và ngập nha quý chị. Đất Tây Ninh là đất cao mà. Đó, thì dẫn xuống cái phòng ngủ thứ ba nằm dưới đây quý chị. Ba phòng ngủ mà ở được hai gia đình nha. Với diện tích ngang năm dài đến gần 53 m² quý chị, rất là dài luôn. Cái sảnh sẽ hơi ở trước đó, thì rất là rộng rồi. Một xíu em quay ở phía sau quý chị xem là chỗ có cái vườn ở sau cũng rất là rộng luôn, về mình có thể trồng thêm cây cối rồi. Đó. Trên đây là ba phòng ngủ. Em quay cho quý chị xem nha, ba phòng ngủ nè. Cái đường hành lang đi xuống rất là thoáng luôn. Đấy. Nói tiếp dưới đây là khu vực phòng bếp đầu tiên cũng như nơi là để ăn uống này quý anh chị. Nấu ăn xong mình quay qua đây mình có một cái bàn ăn bên đây. Đấy. Diện tích ở đây là hơn 10 m² nha quý anh chị. Được cô cũng bố trí máy quạt, đèn. Cái sảnh nấu ăn này thì mình có thể để được vừa một bếp ga, để súng chén, để nồi cơm điện. Đấy. Đây là cái bếp đầu tiên. Và tiếp tục ở phía dưới cũng còn một cái khoảng để mình làm bếp nữa anh chị. Nhà này mình có thể đến hai cái bếp luôn. Đây. Đây là cái bếp thứ hai này anh chị. Hoặc là mình có thể bố trí để đồ gì cũng được. Bề ngang này là cũng 3 m. Ở trên đây cũng cửa sổ lấy ánh sáng. Đây. Và dưới đây thì là một nơi để mình có thể giặt giũ hoặc là lau chùi những cái đồ gì đó. Có cái đường thoát nước. Và bên đây là lavabo để đánh răng rửa mặt buổi sáng. Quý anh chị thấy nhà rất là nhiều phòng và chi tiết nha quý anh chị. Hai gia đình mình vào ở ba phòng ngủ này là vô tư rồi. Và nói liền cái phần bếp này thì có một cái toilet. Toilet với diện tích cũng rộng luôn. 3 đến 4 m². Đấy. Đây là toilet nè. Trên đây thì chưa có nóc, về thì mình làm lại. Đó, vòi sen vào, ok. Và cuối cùng là nguyên một khoảng xong sao còn đến 10 mấy m², 10 mấy m chứ phải 10 mấy m² anh chị, 10 mấy m dài đấy. Có nguyên một cái cây châm chơm ở phía sau nữa nè. Quý chị thấy nhà rất là dài, ngang hậu mình đến 53 m. Trên đây có đến 100 m² thổ cư. Đấy. Hai bên đây người ta cũng có khoảng không rất là trống trải ở phía sau để người ta trồng cây nè quý chị. Ở đây hướng là mình nhìn view núi luôn nha quý chị. Đấy. Đứng đây đã nhìn thấy núi rồi. Hôm nay thì mặt trời che đỉnh núi chứ không là mình thấy được cái tượng Phật Bà, hiện tại thì người ta đang xây dựng trên đó đó. Lên đây thì hơi rậm, quý anh chị thấy phát ra là trống liền. Ngoài ra đặc biệt thì có một cái cây chôm chôm ở đây nữa nè. Trưa ở đây ra đây mình găng võng mình nằm ngủ cũng ok luôn nha anh chị. Đó, trên đây là toàn bộ về cái vị trí một số diện tích của ngôi nhà, phòng ngủ, bếp ăn, toilet, phòng khách. Thì hiện tại cô đang kêu cái nhà này bán với một cái mức giá để mình có thể mua vào mình ở ngay trong cái mùa cuối năm này để mình đón Tết năm 2021 nha quý anh chị. Đó, nhà của mình rất là dài, sạch đẹp, khang trang. Thì hiện tại cô đang kêu cái mức giá là 1 tỷ 300 triệu, nằm ở vị trí là thị trấn Dương Minh Châu. Về thị trấn Dương Minh Châu có vài trăm mét thôi, gần sở tư pháp nè, ủy ban nhân dân thị trấn, công an huyện, bệnh viện huyện, chợ của huyện luôn. Đấy, kế bên hết. Đó là toàn bộ cái diện tích của mình. Thì em sẽ quay vào cái cuốn sổ ngày hôm nay cho quý anh chị xem coi cái phần diện tích như thế nào hả anh chị. Đây, sổ của mình ngày hôm nay là có đến 239 m². Đấy. Và nằm ở vị trí là thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Châu, tỉnh Tây Ninh. Đấy. Trên đây có đến 100 m² ODT.
đó, đó đây, đây là thị trấn Dương Minh Châu mà đất của mình là nằm thuộc ở đô thị, còn lại là cây lâu năm nha quý chị. Và bên đây là hình dạng của miếng đất mình ngày hôm nay. Thì lúc đầu video em đã chia sẻ đó, thì cái bề ngang đất của mình mặt tiền là 5m, nhưng mà cô xây để lấy phong thủy là xây lọt lòng chỉ 4m2 thôi, để nó phù hợp với cái hậu của mình là 4m, có nghĩa là cái nhà mình nó sẽ vuông dứt, nó không phải gọi là tấp hậu nghe quý anh chị. Nhà mình vuông dứt tại cái bên hông, một xíu em sẽ quay ra cho anh chị xem cô đã chừa ra phần đất giữa tường rồi. Và sau này cái đường mình còn tương lai rất là sáng, mình còn mở lộ giới thêm đến vào là khoảng 4m nữa quý anh chị. Đấy, 4m nữa thì cái giá trị của miếng đất mình còn tăng lên nữa. Và em sẽ quay sang cái khoảng mà cô chừa cho anh chị xem nha. Cô chừa để lấy cái phong thủy của cái nhà, cho cái nhà mình vuông nhất các anh chị. Đây là cái khoảng không cô chừa nè. Khoảng không cô chừa để cái nhà mình thẳng bon luôn nha. Có nghĩa là mình có thể tính là nhà mình ngang là 4m2, dài vô là 53m, ở trước còn khoảng không, ở sau còn khoảng không nha. Thì trên đây là toàn bộ thông tin mà ngôi nhà em giới thiệu ngày hôm nay. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu mua ở ngay dịp Tết hoặc là mua đầu tư thì liên hệ với số điện thoại của em là 0981877139 để mình sở hữu được căn nhà này quý anh chị, và để gặp chính chủ thương lượng một cái mức giá hợp lý để mình có thể mua căn nhà này. Đến đây video cũng đã dài, thì em xin kết thúc video tại đây. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu mua nhà thì liên hệ với số điện thoại của em. Ngoài ra thì quý anh chị ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh, like, chia sẻ video để kênh em càng ngày càng phát triển. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Em là Điền Thoại Tiến Ninh.